Hôn nhân tuyệt vời, nơi lắng nghe và tôn vinh những câu chuyện đặc biệt của những người lính, những người cựu chiến binh hay những nhân vật đặc biệt. Đó là câu chuyện kể về hành trình gặp gỡ, vun đắp tình yêu trong gian khó, xây dựng hôn nhân và nắm tay nhau đi qua bao thử thách. Cùng khóc cười với những niềm hạnh phúc dung dị hay cả cách những nhân vật mạnh mẽ đi qua bao gian nan. Hôn nhân tuyệt vời, nơi lan tỏa cảm hứng và giá trị cho khán giả với thông điệp hạnh phúc là quá trình, không phải là đích đến. Và ngày hôm nay, chúng tôi có mặt tại thành phố Cần Thơ, Trung đoàn 917 để cùng lắng nghe những câu chuyện của những người cựu chiến binh. Hôn nhân tuyệt vời phát sóng lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Cảm xúc của chị giờ khi trở về năm 1984 sao? Nó khác khác. Khác khác sao? Khác khác hả? Già già. Mắc cỡ. Hồi đó chị nhát lắm. Nhát rồi tỏ tình sao? Thế anh tỏ tình. Tới anh tỏ tình như nào? Viết thư hay nói hay là nhờ người khác nói? Nói cả viết thư. Nói sao? Vào rạp phim chỉ là cái cớ thôi. Phim gì kệ phim. Miễn sao chúng ta được gần nhau trong cái bóng tối tối mờ mờ đó. Có nắm tay gì không? Trời. Có không anh? Có thì có. Nhưng mà ở nhà cãi nhau thì ai nhìn ai? Ai nhường ai? Chú nhường trước ạ. Thì là nóc nhà cao nhất. Có lần nào mà cãi nhau lớn không ạ? Nói tôi đi là ít. Năm 2017 đấy, tôi bị té ở trên mái nhà xuống ấy. Gãy đùi thôi. Sau 40 năm như vậy thì anh thương chị điều gì nhất? Chịu thương, chịu khó, chịu khổ. Dạ. Vượt qua nhiều những cái khó khăn nhưng bây giờ vẫn giữ được cái hạnh phúc gia đình. Quý Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Hôn Nhân Tuyệt Vời. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Quý Linh xin mời quý vị chúng ta gặp gỡ câu chuyện ngày hôm nay. Xin chào ạ. Vâng, chào anh. Dạ, xin mời anh giới thiệu về mình ạ. Báo cáo với chương trình, tôi tên là Nguyễn Đăng Thuật, trước là sĩ quan chuyên nghiệp, phụ trách là trung đội trưởng của bên sân bay Cần Thơ. Dạ, anh là quê ở đâu? Quê tôi ở Hà Nội. Hà Nội. Vâng. Tôi rất vinh dự được vào năm 75 tiếp quản ngay tại sân bay này. Tiếp quản sau rồi được đơn vị cho đi học về làm phụ trách bên ngành xe. Vậy là chú có bao nhiêu năm trong quân đội? Tôi là nhập ngũ năm 1974. Sau khi huấn luyện ở Hà Nội thì tôi được lệnh của quân chủng phòng không quân điều qua bên cái tiểu đoàn thông tin của trung đoàn 26. Xưa là anh cũng chiếc bóng phòng không đúng không? Bao lâu thì phòng anh mới có người? Tôi vào năm tháng 5 năm 75. Tôi gặp vợ tôi cũng là bộ đội luôn. Bộ đội luôn. Sân bay này. À. Nhưng vợ tôi là nhập ngũ năm 80. Dạ. Sinh năm 62. Dạ. Anh là thì sinh năm 53. Tôi sinh năm 53. Thì rồi anh gặp bà xã là năm đó bao nhiêu tuổi? Năm đấy tôi 29 tuổi. 29. Vâng. Đó là lần đầu tiên mà anh gặp chị đó. Thì anh còn nhớ lúc đó dáng người chị sao? Năm 80 thì vợ tôi nhập ngũ, sau thì được đi học chuyên về ngành y ở sân bay Tân Sơn Nhất ấy. Sau bà ấy điều về đây là làm bên y tá phục vụ. Thì này, trên điều xuống cái đơn vị tôi. Nhưng mà lúc đó là cái hình dáng của chị sao anh? Da trắng hay da ngăm đen hay là? Có nghĩa là cũng dạng vừa thôi chứ không chẳng lắm. Cưới năm mấy anh? Cưới năm 1984. 84. Vâng. Như vậy thì cuộc hôn nhân của mình là 40 năm rồi anh. Vâng, nhỉ? Năm nay đúng là kỷ niệm ngày cưới. Chúc mừng anh. Chúc mừng cuộc hôn nhân trải dài 40 năm. Anh còn nhớ cái bộ váy cưới lúc đó không? Lúc đấy chỉ có áo dài. Áo dài hả? Áo dài. Anh nhớ màu gì không? Hôm đấy mặc cái áo màu đỏ. Màu đỏ? Áo anh tặng hay là đi thuê? Không, áo đấy thì thuê. Lúc đấy năm cưới nó còn khó khăn lắm. Thì đơn vị đứng ra tổ chức cũng như cái hội trường, nhưng nó nhỏ hơn thế này. Đám cưới trong hội trường luôn? Vâng, cũng thủ trưởng đứng ra là tổ chức cưới thôi. Chị mặc áo dài đỏ đi thuê. Vâng. Còn anh mặc đồ gì? Tôi thì mặc cà la vát rồi áo trắng chặt thùng thôi. Bây giờ thử xem chị sẽ xuất hiện coi có phải mặc váy cưới hay áo dài nào đó mà ngày xưa mình đi thuê hay không nha. Và xin mời Thanh Vân. Cô dâu xinh đẹp cho chú ạ. Áo dài đẹp đây. Có giống ngày xưa không chú? Có giống ngày cưới không? Chào đón anh chị trở lại
với cái này. Năm 1984. Ủa bắt tay hả? Thì gặp nhau phải cầm tay tình cảm. Anh năm 84 là y chang vậy đó hả? Vâng. Hồi xưa nó khác, cái cách nó có cái bầu. À, có cái bầu trời đúng không? Có bầu đúng không dài luôn. Cái này là coi như mình khôi phục lại đó. Đây chính là tấm hình cưới cách đây 40 năm của cô chú đấy. Đây. Đấy, cái này là ông thủ trưởng này. À. Tôi đây hai vợ chồng đứng sau này. Đây hồi xưa ông nhắc đấy. Thì đó đứng xa xa đây, vậy đây, đó hả? Đây nắm tay, nắm tay. Không. Một tay là quàng lên, một tay là nắm tay. Thôi. Đây. Wow. Không có nhưng mà... Đâu có giờ làm y chang gì đó. Làm y chang đấy. Chụp tấm hình. Làm y chang gì đi anh. Một tay là quàng vai, của một tay là nắm tay ạ. Đó. Tay kia quàng vai, quàng vai, tay này nắm tay, đúng rồi. Rồi đúng rồi ạ. Sao giờ nay lâu quá nó ngượng ngùng quá. Tay này. Rồi. Vòng tay cầu hôn. Tình yêu của em lung linh trên cao vầng trăng diệu của em. Chị ơi, cảm xúc của chị giờ khi trở về năm 1984 sao? Nó khác khác. Khác khác sao? Khác khác hả? Già. Mắc cỡ. Lúc đó có mắc cỡ không? Hồi đó cũng có chứ. Bây giờ anh sẽ đứng y như thế. Wow. Anh giới thiệu ngày xưa đãi ít đúng không? Yeah. Bây giờ đãi đến cả chục triệu người đang xem chương trình kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam. Wow. Anh giới thiệu tôi tên là gì, tôi lấy vợ tôi tên là gì, xin giới thiệu với quan viên hai họ. Xin kính chào tất cả ban chương trình và toàn thể các quý khách. Tôi tên là Nguyễn Đăng Thuật, sinh năm 1953, nhập ngũ năm 1974. Vợ là Phan Thị Bích Phượng, nhập ngũ năm 1980. Chúng tôi quen nhau và yêu nhau trên, gọi là trên cùng một chiến hào. Dạ. Nhưng mà đây là trên cùng một cái tiểu đoàn sân bay Cần Thơ. Dạ. Sau khi làm nghĩa vụ của đơn vị thì chúng tôi yêu nhau được một thời gian thì vợ tôi hết nghĩa vụ thì chuyển ngành ra ngoài. Đơn vị cấp cho một cái nhà tập thể. Rồi. Xong rồi... yêu nhau, vâng. Thương nhau, yêu nhau và được mấy người con. À, tôi được ba người con gái. Ba người con. Tèn 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 tèn. Cảm ơn quan viên ai ở đây. Mời cô dâu chú rể an toàn. Ngày xưa đám cưới có nóng gì không anh? Ngày xưa thì cũng dùng quạt này thôi. Mời khách bạn thì đông đi nhưng mà lúc đấy là tổ chức theo cái kiểu như ngoài Hà Nội đấy. Mời ví dụ khoảng độ 200 khách thì mình đãi được khoảng 120 thôi. 80 người là đãi tuyên bố lý do là cái kết hôn của mình ấy, là đãi tiệc ngọt. Đãi tiệc ngọt chắc lời lắm hơn. Không, hồi đấy người ta gọi là tình cảm là chính thôi chứ tiền bạc hồi đấy đa số là ai cũng khó khăn. Đi đám cưới ta đi 10-20 xong rồi đi cái nồi, đi xà bông, hai chục, đi hai chục, à vậy, hai chục mấy người thân thân cũng được ăn đấy. Dạ. Thế là cô chú cưới nhau năm 1984 ạ. Vâng. Nhưng mà cô chú gặp nhau là năm bao nhiêu ạ? Cuối tháng 1 đầu tháng 2 rồi. 83, 82. Cô học ở trên Sài Gòn về. Cuối tháng 1 cô về thì... sân bay này. Cô học thì ở Sài về Gòn. Sân bay. Lúc đấy nói về lai lịch không có thể quan hệ được, lăng nhăng thành phần không tốt là mình sẽ bị kỷ luật. Cho nên thôi mình cây nhà lá vườn. Cái này là con của ông bố là liệt sĩ, cũng là đảng viên hy sinh năm 67. Dạ. Vợ tôi là tình nguyện đi bộ đội. Vì sao lý do đó mình chọn lai lịch trước đúng không? Được. Khi mà đi thẩm tra lý lịch còn phải có người đi thẩm tra xem có đúng không. Chị thì ấn tượng gì khi mà lần đầu tiên gặp anh? Cái tên hiền cao ráo trắng trẻo. Trắng trẻo. À, cao ráo trắng trẻo. Hợp với mình. Hợp với mình. Xứng đôi vừa lứa. Ai cua ai trước ta? Anh này đến trước. Hồi xưa chị nào ở sân bay ở bệnh xá, anh này giả bộ chơi anh y sĩ xong cứ lại không để ý chơi thân với anh y sĩ trong bệnh xá. À. Giả bộ nhức đầu trong mặt vô thẩm xá. Nhưng mà anh để ý chị bao lâu, gọi là điều tra lý lịch bao lâu thì anh mới gọi đi qua thẩm xá? Đâu đúng không? Chắc chưa được 2 năm ấy nhỉ? À, 2 năm mấy à? 2 năm mấy thẩm tra điều tra lý lịch tấn công vô trạm xá nhức đầu chóng mặt tiên. Về sau cùng đơn vị mà, về sau về lại về đơn vị của anh. Quen nhau 2 năm là cưới, thế còn lúc tỏ tình 2 năm mấy đấy? Anh hiền thì thấy hiền quá, tỏ tình sao trời. Con trai phải tỏ tình chứ, con gái làm sao mà cua. Hồi đó chị nhát lắm. Nhát rồi tỏ tình sao? Thế anh tỏ tình. Tới anh tỏ tình như nào? Viết thư hay nói hay là nhờ người khác nói? Nói cả viết thư. Nói sao? Anh yêu em hay là anh muốn lấy em hay là... Đâu có nói vậy. Nói vậy thì thôi, con gái sợ chạy hết. Chứ nói sao chị còn nhớ không?
quên quên cái gì quên rồi tan nhớ không nè quên lúc mà về đơn vị thì tôi chỉ động viên là thôi Phượng về đây thì cố gắng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ đơn vị phân công. Cái đó động viên chứ phải tỏ tình không, từ từ thì mới mình mới không có đi vào thẳng vấn đề. Mình có nghĩa là giống như là cũng như là cấp trên đi thì mình để ý cấp dưới xem người ta làm có tốt không. Rồi bắt đầu là mình thấy công việc mà quan tâm đời sống của anh em thì thực tế là mà vợ tôi là cũng được anh em tập thể tín nhiệm. Dạ. Thế cho nên là mình cũng thấy tự nhiên là nó có một cái tình cảm riêng. Mình mới đặt vấn đề thế mà anh thấy em cũng dễ thương mà cũng hiền. Ý anh muốn đặt vấn đề là tình cảm với em có chịu không? Thì bà ấy cười. Vào luôn vấn đề như thế hả? Ấy cười. Hồi đó là cũng nói chung là yêu đương không có ai làm mai làm mối gì cả. Dạ. Tự nhiên là mình thấy mến, thấy thương thì bắt đầu mình thương thôi. Hay quá. Khi em tỏ tình thì chỉ cười rồi sao nữa? Cười thì chị cũng chấp nhận. Cười thì chị cũng chấp nhận. Đồng ý thì đó. Bảo hôm nào chủ nhật mình hẹn xin hò. Phép đơn vị. Ngày xưa đi ra cổng là phải xin một cái giấy báo trước một tuần. Là đơn vị mới cấp cho cái giấy ra vào. Là phải báo cáo đơn vị là hai đứa đi tìm hiểu luôn hả? Không, mình không có nói mình đi tìm hiểu. Mình bảo hôm nay lại đi tham quan hay đi. Rồi đi Cần Thơ chơi hả? Đi chơi đi Cần ăn, Thơ đi Cần Thơ rồi đi uống gì? Đi uống cà phê rồi uống sinh tố. Coi phim gặp Hát Thanh Bình Cần Thơ. Có phim gì nhớ không? Phim thì nói chung bây giờ vào rạp phim chỉ là cái cớ thôi. Phim gì kệ phim. Miễn sao chúng ta được gần nhau trong cái bóng tối tối mờ mờ đó. Anh nắm tay gì không? Trời. Không anh. Có thì có. Cái gì cũng phải từ từ chứ mình. Chưa nắm tay luôn hả? Làm nhiều quá thì nó nhiều khi đi chơi còn nem nép. Tính nói chuyện sợ. Rồi đi xem phim mấy lần thì nó xuất hiện nụ hôn đầu tiên. Không nhớ được. Không nhớ luôn. 84 là hai cô chú lấy nhau, thế là năm bao nhiêu là bạn đầu tiên được chào đời ạ? 84 cưới thì tháng 4 này. Cưới dạ. Xong thì đến mùng 3 tháng 5. Mùng 3 tháng 5 là sinh với em con em đầu đấy. Là một bằng được tuổi một cháu năm sau đấy. Là một năm sau. Và, là bạn bằng tuổi cháu luôn. Và, sinh năm 85. Dạ vâng. 4 năm sau thì sinh thêm em nữa. Ồ là tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ. Dạ. Cái thời gian đó là lúc đấy mình cán bộ đảng viên thì không cho con sinh con thứ ba. Vâng. Gia đình mình là con trưởng trong gia đình mà mình không có thằng con trai nào. Các cụ bảo mày phải cố đấy. Kiếm thằng cu. Dạ. Cuối cùng đến năm 92 lại thêm một đứa nữa cũng gái nữa xong rồi dừng luôn. Thế mình cưới về là mình ở trong quân đội luôn, ở trong doanh trại luôn anh hả? Cưới ở nhà tập thể đấy. Ngày gọi là ngày xưa cái nhà khu gia binh. Khi người ta giải phóng rồi là thì bàn giao lại cho coi như quân quản. Tôi cưới ở khu tập thể ngay ngoài đường chỗ ngoài này nè. Dạ. Về thì cái nhà tập thể đấy cũng sửa xong rồi. Đến lúc mà trang điểm cô dâu là đi trang điểm là 3-4 giờ đêm ấy. Dạ. Làm tóc nước xong rồi về đó xong rồi đeo bông tai cái thứ xong rồi. Cưới là đi bộ từ đó vào trong đơn vị. Lúc đấy vợ tôi chuyển ngành ra ngoài. Dạ. Làm bên ngành thương nghiệp ấy. Chị ơi, lúc chị đi sinh có anh bên cạnh không? Đang trực cũng phải về đơn vị cho xe chở đi. Lúc tôi cũng đang làm việc ở trường kinh tế đối ngoại bây giờ đấy. Thì đang thay đồ chuẩn bị 6 giờ đi làm việc là bị đau. Đau xong bắt đầu là cứ nhắn người là kêu anh ở đơn vị về. Trong đơn vị người ta cho xe ra, xe hồi đó xe Ford hay gì đang chú Huệ chở heo đấy. Về xe Bro, cái xe thời của Pháp ấy. Rửa xe trong cái chở đi. Tức là xe chở heo. Có đau quá đi. Trời ơi. Chở chị đi đẻ. Chở heo á, bắt về thả ra xong rửa xe đi xong đi. Chở đi xanh. Thôi đại khái là cái là đơn, ngày xưa đơn vị nó chỉ có cái xe Jeep thôi. Vâng. Cái xe Jeep lùn và Jeep cao thôi. Vâng. Cái xe nó có một cái Bolero là cái xe lỗi thời rồi. Chở bán cái hàng thực phẩm, bắt heo, bắt gà, bắt vịt nó để cái cốp đằng sau ấy. Thì lúc đấy bí quá thì các chú lấy xe đó đi thôi. Đau quá rồi đấy. Chứ còn xe không chở heo chở người đi đẻ. Vậy thì đẻ cũng nhanh lắm á. Bây giờ 8 giờ xong. Bây giờ 8 giờ xong. Dạ, về nhanh quá hả? Mà sinh con gái đầu lòng thì cảm xúc của cô chú lúc đấy chắc là hạnh phúc lắm đúng không ạ? Thôi mà chú khoái con trai lắm rồi cuối cùng con gái cũng khoái nữa. Đứa đầu lòng mà chú cũng lớn tuổi này. Dạ vâng. Lúc đó chú cũng ba mấy nữa. 31 rồi. Có em bé này khoảng hơn một tuổi. Ở trên kia có một người bạn mới giới thiệu cho mua một miếng đất ở ngoài mặt lộ đấy. Thì lúc đấy vợ thì con cái đông quá thì cũng khó khăn. Cái lúc cái thời gian mà năm chín mấy thì nó đâu có bao nhiêu tiền đâu, mấy trăm bạc ấy. Thì đời sống nó vất vả lắm. Ba đứa con thì bà cũng vất vả.
Thế nên mở cái quán nước ra bán cọc cạch thôi, với lại mua cái bàn pizza tính tiền giờ đấy. Rồi chị làm cái quán đó pizza biết để nuôi con. Hai vợ chồng đều làm kinh tế. Khó khăn không chị? Có. Lúc đó chị ốm lắm, đâu ốm. Có đủ không? Có đủ để trang trải không? Nếu mà thì hai vợ chồng cố gắng lắm mới đủ, tại anh em cũng đâu. Nếu về nói đấy, vừa đúng kỷ niệm 20 năm giải phóng miền Nam thì đơn vị mới gợi ý là những đồng chí nào có hoàn cảnh gia đình khó khăn thì đơn vị giải quyết chính sách cho về hưu. Tôi lúc đấy mới được 22 năm thì về hưu, lúc đấy thì lương nó cũng thấp. Thì mình, nhưng mà cái mình cũng về mình cũng tính toán mình làm ăn thì nuôi con thì nó trưởng thành thì bây giờ cũng đỡ rồi. Nếu như mình không có bản lĩnh thì bây giờ mình cũng nghèo đấy. Lúc anh rời quân ngũ là anh mang quân hàm gì? Tôi là quân hàm thượng úy. Lúc đó anh ở trong quân ngũ rồi lương không đủ rồi, anh phải trực liên tục vậy. Chỉ có mình là chị ở nhà vừa trang trải kinh doanh vừa có mấy cái bàn visa này, coi với đứa con này, bố mẹ lo hết, hai vợ chồng lo chung, trang trải được đủ đúng không? Làm nhiều nghề ạ. Cô ba đứa con nhỏ dạ. Rồi hồi đó có mẹ cô mẹ chú cứ thay nhau lúc còn con còn nhỏ đây dạ. Rồi anh em đông cô cơm nước hết ở nhà thì chú đi làm chú lo. Sau năm 95 đông người quá với con nhiều quá đây, chú hết khả năng chú xin nghỉ hưu sớm dạ. Chứ người ta có cho nghỉ đâu, cái thời đó người ta nói 20 năm trở lên là mình xin người ta cho giải quyết cho dạ. Hồi đó hưu non dạ. Về tính ra năm nay là được sang năm thứ 29. Vậy anh làm công việc gì để phụ với chị? Tôi về thì địa phương họ thấy mình còn sức khỏe, với hai mình có năng lực công lại đưa mình làm về cán bộ địa phương, chi hội cựu chiến binh, ban chấp hành của phường, bí thư chi bộ khu vực, xây dựng khu văn hóa. Tôi làm hai khóa thì có cái phong trào của bên hội cựu chiến binh, họ động viên mình đưa cái mô hình của mình lên làm kinh tế. Là làm gì anh? Tôi làm bên chuyên về bên lắp máy, coi như là các hệ thống xây dựng nhà cửa, rồi tôi làm nhiều việc lắm. Chủ nhiệm hợp tác xã làm cũng được vài năm thì năm 2017 đấy tôi bị té ở trên mái nhà xuống ấy. Gãy đùi đấy. Trong lúc khó khăn anh vừa làm quân đội rồi anh vừa chạy đi chạy lại về kinh doanh này kia, khó khăn gì anh chị có hay mâu thuẫn với nhau nhiều không? Hai người có cãi nhau không? Ít cãi nhau. Anh đi suốt mà. Anh đi suốt, tôi còn nhỏ ở nhà trên trông coi ba visa suốt ngày suốt đêm, rồi con nhỏ các cháu đi học. Lúc cái trung đoàn bay 937 ở đây, sau khi mình đánh Campuchia thì rút ra Hà Nội, thì ở đây nó chỉ còn có một tiểu đoàn thôi. Tiểu đoàn có hơn 100 người mà bao cả cái khu này, một sư đoàn 4 của chế độ cũ đấy. Rộng lắm, cỏ sậy nhiều thì mình trực ở đây mà mình bỏ đi thì sợ nó cháy nổ. Nó cháy nổ lúc đấy còn kho bom bước này kia rồi. Nếu mà cháy nổ là mình bị kỷ luật rồi. Thành ra không bỏ đầu được hết á. Cho nên mình trực suốt. Tuy nó không làm gì nhưng cũng phải trực. Hôm nào hết trực thì mình về. À. Về thì có khi hôm nào rảnh rỗi thì chở vợ con đi chơi chủ nhật gì đấy dạ. Hay mua sắm cái gì đó cho nó vui. Nhưng mà ở nhà cãi nhau thì ai nhìn ai, ai nhường ai? Chú nhường trước ạ. Thì là nóc nhà cao nhất. Có lần nào mà cãi nhau lớn không ạ? Nói thôi chứ là ít. Cô chú là đã hoàn thành xong cả ba đám cưới cho ba con rồi đúng không ạ? Xong hết rồi. Dạ vâng. Anh em con cháu thì cũng nhiều lắm. No nhiều lắm ạ. Hơi nhiều. Cũng gần hơn chục người. Hơn chục cái đám cưới. 11. 11 cái đám cưới. Là bên ai? Cả bên nội bên ngoại. Có hai đứa em là cô chú ghi lo luôn như con này. Còn mấy đứa cháu kiểu đứng ra đại diện nhưng nó thiếu cái gì thì mình tiếc ấy. Cô chú như là ông Tơ bà Nguyệt ấy anh. Nhưng mà cái cuộc sống mình khó khăn, mình con cái quá nhiều mà còn lo mấy đứa cháu nữa. Ở ngoài đấy là cứ họ cứ nghĩ ở trong miền Nam này là dễ làm ăn. Dạ. Với lại thuận lợi. Thì người ta ở ngoài khó khăn thì người ta nhờ. Anh hay chú giúp cho anh hai đứa cháu vào trong đấy xem có cái việc gì xin cho nó làm. À. Xin cho làm thì đi vào lúc đấy cho vào thì mình nuôi cơm dạy nghề cho nó, xong rồi đến lúc cưới vợ thì nó thương thì mình cưới, mình đứng ra mình tổ chức bố mẹ nó đấy. Vào thì chỉ giống như là người khách thôi chứ có biết ai đâu mà tiếp. Thế còn em thì đưa vào đây được ba đứa em ruột. Em ruột của anh đó. Em ruột của tôi. Một cô em kế thì vào đây được gần 20 năm. Thì bây giờ con cháu nó trưởng thành thì cô bán nhà bán đất cô về quê, bởi vì bây giờ gần Hà Nội thì nó cũng dễ làm ăn.
một chú bộ đội ra quân thì tôi cũng xin vào đây làm việc, bây giờ cũng công ăn việc làm, cũng mình đứng ra cười nhiều quá. Có bao giờ chị nói về điều đó không? Mình no cả bên ngoại cho nên bà không có nói được. Mình bình đẳng, có là bên ngoại và bên nội là phải tương đương, nhiệt tình đều. Còn nếu mình thiên vị bên nào thì chắc là xung đột đấy. Ông bà hai bên thì sao ạ? Còn ông bố 100 tuổi. Cô đang lo ông bố 100 tuổi ạ? Ui, tuyệt vời quá nha. Chúc phúc ông. Ông bố là 100 tuổi mới đưa vào đây này. Ông ấy ở đây luôn. Như vậy thì mình phải lo tất cả mọi thứ. Bây giờ phải chăm sóc ông 100 tuổi nữa. Dạ. Bây giờ ông là 100 tuổi còn đi lại... Đi lại được. Ông đi lại ăn uống bình thường, tắm rồi chú em tiếp. Hai vợ chồng, chủ yếu hai chồng. Ông tự tắm hay là... Ông tự tắm cũng được, nhưng mà tại thằng chú em ấy, chú bảo thôi để con về tiếp anh tắm cho. Ông cũng ông vẫn tự tắm được. Tình cảm gia đình ấy, ông là cái diện là người có công cách mạng thời chống Pháp cơ. Dạ. Nhưng mà nói chung là ở quê thì em út nó tự nhiên cái đất của tổ tiên thì nó tách ra làm hai. Đáng nhẽ là ông được cái chế độ là gọi là người có công thì được hưởng cái chế độ là hỗ trợ để sửa chữa nhà. Dạ. Nhưng mà nó làm bây giờ là không đúng vị trí thì đâm ra người ta cắt cái chế độ không được cái gì. À. Thì tôi về tôi cũng làm cho ông cái nhà thì bảo thôi bây giờ thì lúc về già thì ông ở đó. Thì chỗ ấy. Có chỗ thờ các cụ tổ tiên xong rồi con đi về thì... Bây giờ ai giữ nhà ngoài đó? Bây giờ nhờ em dâu trông. Bởi vì đưa ông vào đây rồi thì đóng cửa để đấy. Như vậy hồi xưa là bố chồng mẹ chồng vào đây luôn? Và hết. Rồi còn bố mẹ chị có vào luôn không? Không, ông bố thì bố đội chết ông rồi. Bố ông mất hy sinh năm 67 lúc xanh thôi, chăm con gái lúc xanh thôi. Thì bố mẹ anh vào đây thì coi như là anh chị phải luôn. Làm dâu luôn. Nó, không, cũng như thế là bố mẹ xanh mà thời xưa khó khăn thì anh là con cả lo hết trơn luôn. Nhưng mà khi bố mẹ của anh á về nhà chị á thì giờ vậy chị phải làm dâu đúng không, coi như làm dâu. Làm dâu đi còn gì nữa. Làm dâu vậy bố mẹ có khó không? Không, tại ông bà cũng bình thường ấy. Dạ. À. Tại ông bà vào với con cái nhiều khi cũng bình thường, không khó khăn gì. Với chị cũng giỏi, chị lo lắng từ ly từ tí. Cô lo hết. Bình thường, ông bà bình thường không khó khăn gì ta. Dạ. Chứ không phải là vào với con muốn làm gì làm, không phải. Dạ. Xin mời anh chị chúng ta sẽ xem một cái clip của người thân mình. Tôi hơn 10 tuổi. Thích cao, yếu. Nhầm nữa, các cháu nó bỏ chỉ ở trong này đi ra ngoài chợ nó xe nó đục, nay mai là cái thằng con rể đoán xuống mãi gì thì đoán xuống nó nuôi 2 tháng, nó 2 tháng thì anh chị lại đi ra ngoài Bắc để đám dỗ đám cưới thì. Nó ở xa, nó ở dưới kia thỉnh thoảng lên đây. Cô là em dâu của hai bác là từ 36 năm rồi. Ông xã cô á, là em trai của bác á, là hồi đó ở ngoài kia thì đi bộ đội về phục viên á, thì bác cũng đưa vào trong này học nghề, rồi cũng tạo công ăn việc làm, rồi cũng lo lắng quan tâm tới vấn đề là xây dựng gia đình cho các em. Bác cả thì hơi nặng trách nhiệm, thì vấn đề chăm sóc ông thì cái phần lớn là bác cả chăm sóc, còn như là cô chú thì chỉ phụ phần nào thôi. Hồi trước thì ông ở ngoài quê, nhưng mà sau này ông lớn tuổi quá thì các bác điều kiện các bác thì ở lập gia đình ở trong này hết. Có một cái chú em trai thì hồi trước ông ở với cái chú đó, nhưng mà bây giờ chú đó chú đã mất rồi, thì giờ chỉ còn có mỗi mình thím dâu ở ngoài đó thôi. Thành ra là bác cả mới bàn là đưa ông vào trong này để có hai người con trai cùng ở đây, cũng như là chăm sóc ông cho nó dễ, cũng tạo nhiều cái điều kiện để cho em út nó làm ăn hoặc là nó phát triển. Thì cũng mong là anh chị cứ thế phát huy, cũng giống như là tạo điều kiện cho các em nhiều hơn, hoặc là dạy dỗ hay là góp ý cho các em để các em hoàn thiện hơn trong cái cuộc sống gia đình, trong một cái gia đình đó, để cho cái tình cảm nó thêm gắn bó hơn. Mình chỉ mong anh chị luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Ông dâu bạc phơ ha, nhìn khỏe rất là minh mẫn luôn ha. Không, bình thường, mỗi cái đi lại khó khăn thôi. Dạ. Đi xa không được. Dạ. Dạ. Đi đâu con cháu phải đưa. Sau 40 năm như vậy thì anh thương chị điều gì nhất? Chịu thương, chịu khó, chịu khổ. Dạ. Vượt qua nhiều những cái khó khăn nhưng bây giờ vẫn
giữ được cái hạnh phúc gia đình. Ba đứa con là ngoan ngoãn, chịu khó làm ăn, không đứa nào quậy phá, có hiếu với cha mẹ. Thế là tôi rất là phấn khởi ở chỗ đó. Đấy, thương, chịu khó, chịu khổ. Chị á, thương ảnh điều gì nhất? Anh biết no làm ăn, thương gia đình, thương cha mẹ, anh em, anh là người đứng giữa, cứ phải làm sao mà cho công bằng đấy, không có nghiêng bên nào hết, ai sai thì phải nói bên đó, công bằng chứ không có nghe ai. Anh là người đứng giữa nó khó lắm. Khó, đúng không? Thì nhiều khi tôi cũng phải nhường nhịn nữa, nếu mình không chịu mình cứ bốc lên là khó lắm, cũng nó khó lắm. Em thấy hạnh phúc của anh chị đó nhờ cái từ chịu thương, chịu khó, chịu khổ của chị. Chịu khổ luôn đấy. Đấy. Còn anh thì coi như biết làm ăn, tận tụy, lo tất cả mọi thứ cho gia đình. Thật ra anh cũng là người hiền lành, cũng chịu thương, chịu khó, vượt qua tất cả mọi thứ. Cái cuộc hôn nhân này đúng là tuyệt vời, là cũng nhờ từ hai phía chịu thương, chịu khó, chịu khổ, yêu nhau, thương nhau và bỏ qua cho nhau. Chịu thua anh à, chịu thua đúng không? Cái này có chịu thua hay nè. Chịu thương, chịu khó, chịu khổ, chịu thua nữa. Khi là người này phải chịu thua người kia. Đúng. Hay. Cháu nghe nói là hôm nay là chú có chuẩn bị một bức thư tay, chú tự tay để viết tặng cô đúng không ạ? Có mấy lời gửi động viên thôi. Rồi. Dạ vâng ạ, thì cháu xin phép là sẽ đọc bức thư này ạ. Thư là quen chị năm lúc mà anh cũng viết thư tay đấy. Thư tình cuối mùa thu. Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa quả. Chiếc giỏ xe chở đầy hoa quả. Quá lãng mạn nhỉ. Dạ. Vượng em thương yêu, Vượng em thương yêu. Lời đầu tiên, anh luôn chúc em có một sức khỏe thật tốt. Là một người vợ luôn đảm đương công việc nội trợ gia đình, vừa là người vợ, người mẹ của các con, các cháu, làm gương cho các con, các cháu học tập và noi theo. Anh thấy cuộc sống của người lính, gặp nhau tại cùng một đơn vị thời điểm đó, gặp nhiều khó khăn, vất vả, chăm nuôi cho các con ăn học và trưởng thành, ngoan ngoãn. Nay cuộc sống và hạnh phúc của anh và em đã được tròn 40 năm. Anh cảm ơn em đã cùng anh vun đắp cho hạnh phúc gia đình thật là tuyệt vời. Chúc em luôn xinh đẹp, khỏe mạnh, vui vẻ trong cuộc sống. Chào thân ái. Tình yêu mà có chào thân ái. Xin được gửi cô giữ bức thư này ạ. Dạ. Đúng ra là phải chào em yêu chứ. Chào thân ái quyết thắng. Cái này như đồng chí hả? Như đồng chí đó. Tình đồng chí. Có thể những giây phút chia sẻ trên sân khấu, chúng ta chưa hiểu hết được cuộc sống của người bộ đội Cụ Hồ. Hãy cùng ekip đến thăm nhà cô chú để hiểu hơn cuộc sống hàng ngày của cô chú nhé. Mỗi sáng, chú sẽ dậy sớm, tập thể dục, uống trà với những cô chú trong hội cựu chiến binh, còn cô đi chợ, mua đồ chuẩn bị thức ăn. Sau đó, chú sẽ về phụ cô những việc nấu nướng và hai cô chú sẽ cùng nhau dùng bữa trưa. Ông cụ bây giờ thì lớn tuổi rồi nên là sức khỏe thì nó không được minh mẫn lắm. Đôi khi là nói có lúc nói trước quên sau. Rồi mình cố gắng mình chăm cho cụ về tuổi già thôi, biết làm nào. Hôm nay bà đi chợ mua được tôm ngon. Đây là những cái bằng giấy khen của thành phố và của Ủy ban Nhân dân phường và quận Bình Thủy tặng trong lúc tham gia bên hội cựu chiến binh của phường Trà Nóc và phường Trà An. Này được Ủy ban Nhân dân quận tặng giấy khen vì thành tích xây dựng phong trào hội cựu chiến binh của khu vực. Cái này thì cái mừng thọ của bên Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội tặng. Đi tập thể dục thì thỉnh thoảng thì đi bộ thôi, chạy bộ thì không chạy được, chân nó đau. Đi bộ được khoảng 1-2 cây số xong rồi về
vệ sinh tắm rửa xong thì ăn sáng thì lại bắt đầu đến tiếp tục khoảng 6:30-7 giờ anh em rủ nhau đi uống cà phê sáng khoảng tầm khoảng nửa tiếng đến nhiều lắm thì khoảng 1:30 là về. Về thì cũng làm việc trong nhà, chăn nuôi thêm con gà với trồng rau với cỏ thế thế thôi, chứ làm việc nặng bây giờ chả làm được. Con thì nó đi làm thì nó gửi con cháu chiều mà nó về chưa kịp thì mình đi mình đón các cháu hộ các cháu. Thì công việc chỉ có thế thôi. Với tham gia sinh hoạt ở chi hội thì thường chi hội cựu chiến binh thì thường thường hoạt động vào cứ một tháng là sinh hoạt một lần vào ngày 12 hàng tháng. Thế còn chi bộ thì sinh hoạt vào ngày 8 hàng tháng. Thì cứ buổi chiều khoảng 1:30 thì sinh hoạt chi bộ. Còn gọi là anh em tham gia uống trà với lại bình luận sinh hoạt về đời sống riêng tư thì giống như câu lạc bộ người già thì anh em uống cà phê thì uống trà ở ngoài khu phố ngoài đằng trước ấy, thì cũng thường xuyên tham gia. Sau bữa trưa chú sẽ nghỉ ngơi, cô đến thăm người bạn lâu năm. Em Phượng. Dạ, anh mở cửa cho em vào nhà cho. Bạn thân cô từ năm 74. Dạ. À, cháu về đây hả? Ui giời ơi, đâu có biết. Cháu mới về hả? Cháu mới đi về được hơn tháng rồi. 2 tháng rồi chứ. Ủa, hơn tháng thì mẹ nó về đây luôn à? Đúng rồi. Mẹ nó đang nghỉ khai sản. À, về hả? Vừa đi Bắc vừa vào đây mới được tháng. Đi Bắc hai mấy ngày. À, vậy chắc lúc đó ngoài Bắc. À, ngoài Bắc. À. Nên bác ấy bị đau xong rồi đi xuống phường trước. Xuống phường xong là bắt đầu hình như một tuần sau nữa bác lại đau tiếp. Đau tiếp xong là đi xuống cấp cứu ở viện 121 luôn. Ông về đi lại khó khăn bất công. Ông lên nhà Thảo. Cô chú nó bận thì đưa lên nhà cháu. Rồi hôm mình vào là cô Phượng cảm ơn nha, tại đi các cháu khỏi trễ giờ nó không kịp quay 4 giờ nhé. Còn quay ngoại đón cháu nữa. Thôi chào bạn nha. Cô là Đinh Thị Hà, nghề của cô là nội trợ. Cô với cô gia đình cô Phượng quen nhau thì từ hồi chúng cô còn nhỏ lắm. Mình đi chạy hè con liệt sĩ với nhau thì bắt đầu với quen cô. Quen là cô Phượng thôi. Rồi đến sau này năm 77 là bắt đầu là cô đi lính đi cho đến cái năm 80 cô về cô công tác. Được mười mấy năm thì bắt đầu cô vào trong này từ năm 89. Cô vào trong này thì trong quá trình vào trong này thì rồi lúc đó bạn bè lại mới vô tình rồi lại gặp nhau ở trong này. Nên lúc là cái cơ duyên. Rồi từ đó đi thì hai gia đình cũng cứ đi lại rồi giữ cái quan hệ là vừa bạn bè vừa đồng hương. Cho đến bây giờ thì cô với gia đình nhà cô Phượng cũng vậy, cũng vẫn giữ cái mối quan hệ trên tinh thần là xa quê vào đây sinh sống cho đến giờ thì cũng là đồng hương, cũng là anh em xa xứ. Để vào trong này thì bây giờ cũng chỉ hai gia đình đi lại cũng chỉ mong sao là lúc nào cũng có sức khỏe, anh chị em cũng cứ giữ cái mối quan hệ thâm tình đồng hương, tình bạn, tình đồng đội với nhau nữa. Thi thoảng rồi ví dụ như là chị em để gặp nhau thì nói chung là mình chỉ chia sẻ cái ví dụ như kể cho nhau cuộc sống để các cháu công ăn việc làm của con cháu của mình để cho nói chung là nó thấy con cháu nó phát triển và thành công thì nói chung là đôi gia đình thì mừng. Rồi cùng một hoàn cảnh, cái hoàn cảnh này thì cái cuộc sống này thì nói chung là nó bao gồm đủ lắm, cũng không biết nói cái gì. Anh chỉ chúc cho cái mối quan hệ của hai gia đình lúc nào cũng tốt đẹp như bây giờ. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, gia đình chú Thuật không chỉ hoạt động sôi nổi trong chi hội mà còn phát triển kinh tế, tăng gia sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.
có nửa công đất thì chỉ trồng rau thôi, trồng rau cải thiện cho thỏ. Trồng rau cho thỏ. Chú trồng cái này là về cái nào non cô ăn, còn cái lá đó là cho thỏ, thỏ của đứa con gái nó nuôi mấy con nó nuôi chơi mà. Chú trồng bầu, trong khi hôm qua thấy cầm bầu về mà dây bầu mãi đâu cô không nhìn thấy kìa. Cứ trồng đi à? Tuốt đằng đó. Đây, trời ơi, coi là suốt ngày chú ở trong vườn mới, cô chú mới đi một tháng mà cỏ nó vậy. Rau lang, bữa trước chú ở đây không có cỏ mà đi một tháng để mưa có mấy trận mà nó tốt vậy. Cỏ tốt hơn rau lắm. Cô chú mới về 26 ngày mà cỏ nó ngập rồi đó. Còn vẫn chưa về thì chú vẫn ngày nào cũng vào. Làm mỗi ngày mà ít thì nó sạch. Ở đây tại về có việc lâu quá nên khỏe mưa mấy trận nó tốt quá. Mệt thì nghỉ. Cái vườn này mà phải cỡ nửa tháng nữa thì mới đẹp được, nó mới sạch cỏ được. Làm chắc cũng khoảng 4-5 hôm là nó đầy hết. Hôm nay ekip đến nhân ngày đặc biệt là sinh nhật chú nên cô có món quà bất ngờ. Trong lúc chú đi đón cháu, cô sẽ mua món quà tạo bất ngờ cho chú. Rồi rồi. Thôi cảm ơn ông nhá. Dạ dạ. Đây. Đây bye bye chào chú đi. Chào chú đây, chào chú đây, chào chú đi. Ở trong nhà. Cảm ơn ông. Trong đó và đại dâu dâu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday dâu dâu. Cảm ơn nhạc. Ừ, rồi, ông cảm ơn nhá. Bà ngoại tặng cho ông ngoại này. Mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi nhá. Rồi, cảm ơn hôm nay nhân dịp ngày sinh nhật này coi như có anh em cũng như ở đoàn làm phim. Cùng gia đình, hai bà cháu lên chúc. Tôi xin thay mặt gia đình cảm ơn. Phát từ, phát từ. Phát đại cho. Rồi, chúc mừng ông à. Lại đây. Cảm ơn nha. Kết lại một ngày đồng hành cùng gia đình chú Thuật, chúng ta cũng hiểu hơn về cuộc sống của người cựu chiến binh. Chúc cô chú có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống của bộ đội Cụ Hồ. Ngày hôm nay thì anh chị có thể
nắm tay nhau nào, tiếp tục chúng ta một chặng đường để hai người nắm tay nhau. Chúng ta có một lời gì đó. Cũng ngại lắm, không biết nói. Hai người ôm nhau cái gì nào? Không biết nói gì. Dạ. Dạ. Hôm nay cũng xin cảm ơn chương trình. Dạ. Cảm ơn tất cả các quý khách đến dự hôm nay. Dạ. Chúc tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào. Dạ. Cảm ơn cô chủ rất nhiều ạ. Cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ. Chị mãi mãi hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Hôn Nhân Tuyệt Vời được phát sóng vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh Quốc Phòng Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.